Đây là cá gì? Cá trứng suất Na Uy 149k. Gầu bò đây là 101.840.000. Cái này là 1 kg là 335.000 á, đây là 101.840.000. Còn đây là ba chỉ bò Mỹ là 359.000 một ký. Cái này bữa nhiêu đây là 125.650 đồng. Còn cái này là ba chỉ bò Mỹ luôn. Đây 127.086 359 này. Ba chỉ bò Mỹ. Còn cái này là cái gì? Sốt nướng thịt nướng. Đây là măng tây hữu cơ. Đây nè, cái sốt ướp thịt nướng con để trong kia á. Sốt ướp thịt nướng luôn. Cái này sốt ướp là nó rất là nướng, chị này nướng bò đông cô. Xài bò luôn. Bò ta. Cái này có bớt, cái đầu có bớt này. Đầu cá bớt luôn. Nó có một con bự chà bá lửa luôn.